Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn khui hộp một phiên bản Galaxy Note 10 Plus rất là đặc biệt. Và cụ thể nó đặc biệt như thế nào thì bây giờ chúng ta phải khui hộp xong mới biết nha. Và không mất thời gian của các bạn thêm nữa, mình sẽ cùng khui hộp cho các bạn xem luôn nhé. Ta-da! Rồi, khi mà khui hộp ra thì chúng ta sẽ thấy một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản màu Aura Cloud rất là đẹp mắt luôn. Và phần của mình đến đây là kết thúc rồi. Sở dĩ mà mình có cái ý tưởng vừa rồi đó chính là sau khi mà mình sử dụng chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus với cái mức S Pen mới của nó thì mình cảm tưởng như là mình là siêu anh hùng và có siêu năng lực vậy, có thể điều khiển tất cả mọi thứ từ xa. Chiu 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 chiu. Và nếu như bạn nào mà chúng ta chưa biết về những cái tính năng mới trên chiếc S Pen thì các bạn sẽ cùng mình khám phá ngay sau đây nhé. Đầu tiên sẽ là nhấn giữ vào cái nút Tribu S Pen để mở phần camera. Tiếp theo thì các bạn sẽ vuốt qua trái hoặc là vuốt qua phải để chuyển đổi những cái tính năng chụp ảnh. Tiếp theo đó chính là vuốt lên hoặc là vuốt xuống để chuyển đổi camera trước sau. Tiếp theo khi mà các bạn muốn zoom in, zoom out hoặc là đổi giữa góc thường và góc rộng thì chúng ta sẽ sử dụng tác vụ xoay búa S Pen. Sau khi mà chụp ảnh xong rồi thì chúng ta cũng có thể sử dụng búa S Pen để lướt qua lướt lại và xem những cái bức ảnh mà chúng ta vừa mới chụp. Trong những trường hợp các bạn xem YouTube thì có thể dùng búa S Pen để tăng giảm dung lượng bằng cách nhấn vào nút và vuốt lên trên. Giảm âm lượng, vuốt xuống dưới. Bấm dừng. Play. Qua clip tiếp theo, nhấn hai lần để chuyển qua video tiếp theo. Ngoài ra thì tính năng chuyển văn bản viết tay thành chữ viết máy hoặc là vẽ AR như thế này cũng rất là vui, để giúp các bạn đi trên bạn bè của mình rất là dễ dàng, giống như là anh Kiệt đang vẽ mình ở đây. Khi mà các bạn di chuyển thì nó sẽ tracking theo cái gương mặt của mình rất là chuẩn xác. Có biết thông tin gì về bộ đôi Note 10 cũng như là Note 10 Plus chưa? Chưa đúng không? Vừa qua thì Samsung nó mới ra chiếc Note 10 là chiếc smartphone này nè, thì nó có một cái gọi là cái công nghệ rất là hiện đại, có nghĩa là mình có thể điều khiển từ xa bằng tay, không cần đụng vào điện thoại luôn. Trước khi điều khiển em sẽ dùng tay của mình chạm lên. Rồi bây giờ em sẽ quẹt lên để đổi camera trước sau. Quẹt lên. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Đó, đó. Là mình để trên cái bàn. Xa thì là xa luôn nha. Giờ đó. Đó, đó, ghê chưa. Đó, đây là cái điện thoại mới nhất Note 10 nha. Và sở dĩ mà anh có thể dùng tay để điều khiển từ xa là có một cái nhân vật. Sao giờ cầm cái thiết bị này và điều khiển giùm anh. Đúng không? Ví dụ như lúc nãy em quẹt tay quẹt qua lại đúng không? Thì bây giờ em sẽ nhấn giữ cái nút này và em quẹt. Đó. Đó, thì nó sẽ chuyển đổi, có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác điều khiển từ xa mà không cần chạm vào điện thoại luôn. Đó. Rồi.